Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe nha. Giờ là 5 giờ 30 sáng. Hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2023 âm lịch. Tháng này là tháng 2. Năm nay là tháng 2 sau nha các bạn. Năm nay là âm lịch là nhuận 2 tháng 2 nha các bạn. Hiện giờ khoảng 5 giờ 30 sáng. Hiện giờ Vũ đang ra đây là chỗ quán ăn từ thiện Ngọc Hiếu ở ấp 2, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Vũ giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn đến nhận đồ ăn chay hàng tháng. Nó là 14, 15, 30, mùng 1 hàng tháng nha các bạn. Hiện giờ Vũ xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi vô quán với Vũ nha, xem ngay mấy chị hôm nay nấu món ăn gì để phát cho bà con nha các bạn. Rồi giờ mấy chị đang soạn, đang múc nước bánh canh. Hôm nay là bánh canh với cháo nha các bạn. Mày chị kêu đang múc cháo, thì bên bên này là múc bánh canh. Nồi này khoảng nhiêu phần chị Minh? Chắc tầm. Dạ. Dạ. Vậy là mỗi bữa vậy chắc cháo luôn chắc cũng 300 mấy vậy hả chị hả? 304. Dạ. 300 mấy chục phần. Đang múc cháo. Mỗi bà con nhận là một bịch bánh canh với một bịch cháo nha các bạn.
Chú lấy bệnh. Chú sao đây đủ chưa? Rồi rồi. 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 Lại chút xíu cơ. Chào chú. Đưa cho ông bé. Lấy đi gì? Lấy đồ ăn đi.
Rồi chị múc gần được nửa nồi. Cái nồi này chị múc khoảng bao nhiêu? Trăm mấy chục bịch đó. Trăm mấy chục bịch đó. Nhiều khi bữa nào mà bán mắc á, 13, bữa nào bán rẻ 12, nay bán rẻ à. Bán rẻ là múc nhiều phải không? Rẻ là múc nhiều á. Dạ. Dạ. Hai người chế anh ba bột kịp không? Không. Làm lẻ không? Chị làm cá ngoài cảng hả? Có mặn cho ngay đường măng xả. À. Mắc là múc ít hơn chút. Đợi chút gì?
Nay gì ăn gì? Cháo hay bánh canh? Bịch kìa. 6 giờ nha các bạn. Học lớp mấy rồi con? Dạ lớp 1 hay gì? Dạ. 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 Chị làm gì? Dạ. Dạ dạ. Nó cho ông chú bịch bánh canh chị. Đúng không? Cho ông cụ bịch bánh canh lắm. Thôi, khoan cho. Chú đi bán vé số. Nước lèo nó bỏ vậy đâu, các em cũng quên nước lèo á. Vô đi bà. Nói cho ông chú bịch bánh canh nè chị ba. Chú ăn bánh canh. Chú khuyết tật, chú đi bán vé số. Bộ bán được nhiêu tờ số chú? Dạ. Nhà chú tuốt ở trong Đại Hòa Lộc. Dạ. Bán số đắt không chị? Bộ bán được nhiêu tờ? Dạ. Rồi đứng vô đó đợi chút xíu mấy chị gửi đồ ăn cho. Chị nãy giờ nó xin rồi. Chưa, muốn tốn mà. Muốn tốn rồi mà. Có. Cái nhà
được không? Có xe được không? Cho cháu xin cái bịch bự chưa Út? Một phần đó là hai phần đó, hai người ăn đó. Bà già bà chết rồi, giờ bà ở nhà hai chị em. Người anh của bà là đi bán muối. Người ta cho ông Nghĩa nhường cho người ta. Có gì ông Nghĩa nhiêu thì cho ông đi, nói vậy. Nói chung là đẳng gì vậy. Bà đặt đi xuống chùa á, xuống miễu đi á. Ở trên Tiền Giang, bà xuống bà gặp ông Hai Ly. Rồi bà gặp bà ông Hai Ly, thì đặt đỡ với bà tự nhiên. Ừ, chắc chị rồi đó. Mấy chị này đi làm cá. Rồi gần xong nha các bạn. Rồi giờ Vũ về luôn. Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ nha. Ai bảo ở đây tới 11 giờ? Mình phải ăn nghỉ rồi. Đó một bịch vậy là hai phần ăn cái gì? Bánh canh với cháo.